Hello, chào các bạn. Đã lâu rồi mình chưa làm cái video. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cài đặt kết nối chức năng Bluetooth trên chiếc xe Cerato MT và chiếc Cerato 1.6 AT 2019. Mình cũng làm video này lâu lắm rồi thì hôm nay mình có cơ hội làm hướng dẫn cho các bạn. Cái này có đặc biệt là đây là màn hình của chiếc Cerato 1.6 AT và 1.6 MT nha các bạn. Đầu tiên nếu các bạn muốn kết nối Bluetooth thì các bạn phải bật đèn ở đây này có hai nút gọi. Ở trên màn hình của chiếc Cerato thì các bạn thấy đây có hai nút gọi thì các bạn ấn vào và tùy vào. Tùy vào khoảng 5 giây. Khi nào mà các bạn thấy có cái Bluetooth nó nháy lên như thế này thì các bạn thôi ấn và các bạn vào cài đặt trên điện thoại của bạn vào cài đặt. Và các bạn vào nhấp vào mục Bluetooth á. Rồi các bạn kéo xuống dưới cùng và thấy tiếng Cerato thì bạn kết nối vào. Khi mà các bạn kết nối Bluetooth vào thì nó sẽ các bạn có thể ấn nhạc YouTube hay nhạc gì thì có thể là kết nối trực tiếp vào trên chỗ đầu này luôn và các bạn có thể nghe gọi đến này luôn. Cảm ơn các bạn đã coi video của Thuận Kia Bình Triệu. Có trong khi các bạn cần tư vấn về mua xe trả góp hay các chương trình khuyến mại trong tháng 8 này cứ liên hệ em nha. Thuận Kia Bình Triệu, số điện thoại em sẽ để dưới video ạ. Cảm ơn các bạn đang coi video ạ.